Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của sử dụng tùy ý hay sử dụng thận trọng. Nó có ý nghĩa là gì để sử dụng tùy ý? Quyền lực hoặc quyền quyết định hoặc hành động theo phán quyết của mình chính mình, tự do phán xét hoặc lựa chọn, hoàn toàn theo ý của tôi dù tôi sẽ đi hay ở. Làm thế nào để bạn sử dụng thận trọng? Ví dụ về sự thận trọng trong một câu, huấn luyện viên đã sử dụng ý riêng của mình để cho các tiền vệ bị thương chơi. Anh ấy luôn sử dụng cẩn thận và thận trọng khi giao tiếp với người khác. Cô xử lý tình huống khó xử được cách thận trọng. Một ví dụ về sự thận trọng là gì? Sử dụng thận trọng trong một câu, thận trọng được định nghĩa là quyền của ai đó để đưa ra lựa chọn hoặc chất lượng của một người cẩn thận về những gì họ làm hoặc nói. Một ví dụ về sự thận trọng là khả năng của một bồi thẩm viên để xác định một bản án. Là cảnh sát tùy ý tốt hay xấu? Có sự quyết định tốt, sự thận trọng xấu. Nếu một cảnh sát bắn và giết một người vì làm quá mâm xôi cho cảnh sát, việc giết người sẽ bất ngờ và do đó tùy ý. Việc giết chóc, chết chóc cũng tạo thành một sự bất công, bi thảm đối với tất cả các bạn. Vai trò của sự quyết định là gì? Thận trọng có ý nghĩa hành động dựa trên thẩm quyền và sự phán xét của chính mình. Trong luật pháp, toàn quyền quyết định của các phán quyết pháp lý, chẳng hạn như liệu bằng chứng được loại trừ tại một phiên tòa, có thể được thực thi bởi một thẩm phán. Một số quan điểm thận trọng tiêu cực, trong khi một số xem nó một cách tích cực. Tại sao quyền quyết định quan trọng trong hệ thống tư pháp hình sự? Các công tố viên có một vai trò lớn trong quá trình tư pháp hình sự. Họ có khả năng khởi xướng và chấm dứt tất cả các vụ truy tố hình sự. Họ phải sử dụng thận trọng cân nhắc quyền lợi của chính bị cáo, những cảm giác của nạn nhân và năng lượng của các tù nhà tù khi xác định một sử dụng phạt thích hợp. Tại sao quyền hành chính quan trọng? Quyền hành chính cho phép các cơ quan sử dụng chuyên môn và phán đoán chuyên nghiệp khi đưa ra quyết định hoặc thực hiện nhiệm vụ chính thức, trái ngược với việc chỉ tuân thủ các quy định hoặc trái thái nghiêm ngặt. Việc không thực hiện phán quyết được quyết định hợp lý và lạm dụng quyền quyết định. Làm thế nào để các sĩ quan chỉnh sửa sử dụng thận trọng? Mỗi khi tòa án kết án những người phạm tội, nhân viên cải huấn sử dụng toàn quyền của họ để phối hợp giám sát theo lệnh của tòa án đối với những người phạm tội trong các chương trình dựa vào cộng đồng và các thiết lập an toàn như nhà tù. Nhà tù và tù cán bộ đã thực hiện thận trọng trong việc quyết định khi nào viết báo cáo kỷ luật. Tại sao cảnh sát cần sử dụng thận trọng? Các nghiên cứu cho thấy các sĩ quan cảnh sát sử dụng thận trọng để giản hóa các yêu cầu công việc rất phức tạp của họ và cũng để xác định các ưu tiên cá nhân nhất định, vì mỗi sĩ quan phải áp dụng các luật rất rộng và thường mâu thuẫn được đưa ra bởi các đạo luật và các nhà hoạch định chính sách. Một ví dụ quyền hành chính là gì? Trong hành chính công, quyền hành chính đề cập đến việc thực hiện linh hoạt, phán đoán và quyết định được phép cho các quản trị viên cộng đồng. Ví dụ một quan chức nhà nước có quyền hành chính khi anh ta hoặc cô ta có quyền tự do lựa chọn trong số các khóa hành động tiềm năng. Không tùy ý có nghĩa là gì trong tài chính? Quản lý đầu tư tùy ý là một hình thức quản lý đầu tư, trong đó các quyết định mua và bán được thực hiện bởi những người quản lý danh mục đầu tư hoặc tư vấn đầu tư cho tài khoản của khách hàng. Thuật ngữ tùy ý chỉ thực tế là quyết định đầu tư được đưa ra theo quyết định của người quản lý danh mục đầu tư. Tùy ý so với không tùy ý là gì? Có một cách đơn giản, một tài khoản tùy ý là một tài khoản trong đó một nhà môi giới thực hiện giao dịch, mua hoặc bán chứng khoán trong tài khoản của nhà đầu tư và không có sự chấp nhận của nhà đầu tư. Một phi tùy tài khoản
là một trong đó, nhà đầu tư quyết định những gì để làm nghề. Những gì được coi là mục tùy ý, chi tiêu tùy ý đề cập đến các mặt hàng không thiết yếu, chẳng hạn như giải trí, mà người tiêu dùng mua khi họ có đủ thu nhập, còn lại sau khi thanh toán các chi phí cần thiết như thế chấp và các tiện ích, là không tùy ý chuyển tiện tài sản thuộc quyền quản lý không? Quản lý đầu tư tùy ý là một hình thức quản lý đầu tư, nơi các quyết định giao dịch được đưa ra cho khách hàng theo quyết định của người quản lý danh mục đầu tư. Dưới đây, quản lý đầu tư tùy tiện nghề phải được thảo luận và thông qua bởi các khách hàng trước khi diễn ra. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.